Đây kìa, nó lấy súng rồi kìa. Nè. Đây nè. Nó lấy súng rồi nè. Chiều ngày 28 tháng 12, một thanh niên mặc áo đen, đeo khẩu trang vào phòng giao dịch Agribank chi nhánh huyện Vĩnh Cửu trên đường DT768 thuộc ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu. Tại đây, nam thanh niên bất ngờ giơ khẩu súng, chưa rõ súng nhựa hay thật, hướng về các nhân viên trong quầy, uy hiếp và cướp tiền. Một số người dân đang giao dịch thấy vậy, tri hô khiến nghi phạm hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Theo camera ghi lại, nam thanh niên bỏ chạy khỏi phòng giao dịch, chĩa súng vào lực lượng bảo vệ ngân hàng, rồi leo lên xe máy tẩu thoát về hướng thành phố Biên Hòa. Nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo phá án. Bước đầu công an xác định nghi phạm cướp được khoảng 20 triệu đồng của một người dân đến giao dịch tại phòng giao dịch này.